Cảnh báo 4 dấu hiệu này xuất hiện trên bàn tay, cẩn thận mạch máu bị tắc nghẽn dễ dẫn đến đột tử. Xin chào quý vị đã quay lại với kênh Sức Khỏe Gia Đình. Kính chúc quý vị có một sức khỏe, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về một dấu hiệu trong những năm gần đây, chúng ta thường nghe đến các thuật ngữ như xơ cứng động mạch, máu đặc, tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Bình thường những người trẻ tuổi nghĩ rằng tình trạng này luôn xảy ra với những người ở độ tuổi 50 và 60. Thực tế không phải vậy, ngày nay, nhiều người trẻ ngoài 20 tuổi cũng đã bắt đầu hình thành các mảng bám trong mạch máu. Ban đầu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình lưu thông máu của toàn cơ thể nên một số triệu chứng sẽ không xuất hiện, nhưng theo thời gian, hiện tượng này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, lúc này cơ thể cũng sẽ có những thay đổi bất thường. Nếu 4 dấu hiệu bất thường này xuất hiện trên bàn tay, cảnh báo mạch máu đang bị tắc nghẽn, quý vị không nên bỏ qua. 4 dấu hiệu tắc nghẽn mạch máu ở tay cần cẩn trọng. 1. Tay lạnh và tê. Nếu thời tiết lạnh, xuất hiện tình trạng lạnh tay là chuyện bình thường, chỉ cần giữ ấm tay hoặc ăn uống đúng cách thì tay sẽ ấm. Tuy nhiên nếu giữ ấm mà tay vẫn lạnh thì có thể là do mạch máu bị tắc nghẽn. Ngoài việc tay lạnh, tay thỉnh thoảng bị tê, bạn cũng nên chú ý nếu mạch máu bị tắc nghẽn, máu không được lưu thông đến các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là tay và chân, do đó sẽ khiến tay chân lạnh, tê bì. Nếu xảy ra hiện tượng này, quý vị nên đi khám để được điều trị kịp thời, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. 2. Có gân xanh trên tay. Hầu hết mọi người sẽ nổi gân xanh trên tay khi đang làm việc hoặc sử dụng tay quá nhiều. Trên thực tế hiện tượng này có thể xác định được hệ tiêu hóa của con người có vấn đề gì không và quá trình lưu thông máu trên đầu có khỏe mạnh hay không. Nếu trên bàn tay xuất hiện ngày càng nhiều gân xanh thì có nghĩa là não thường xuyên bị thiếu máu cục bộ, thiếu oxy. Đây là một trong những triệu chứng điển hình của tình trạng tắc nghẽn mạch máu, đôi khi còn kèm theo đau đầu, chóng mặt. 3. Lòng bàn tay đỏ và tím. Nếu lòng bàn tay có màu đỏ và tím, chứng tỏ mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, do độ nhớt của mạch quá cao. Một khi mạch máu bị tắc nghẽn mạnh sẽ làm cho quá trình lưu thông máu bị chậm lại. Khi duỗi lòng bàn tay ra, bạn sẽ thấy lòng bàn tay có màu tím, đồng kèm theo các triệu chứng lạnh và ngứa ran. Đối với hiện tượng này, chúng ta phải đề phòng kịp thời để tránh một số bệnh xảy ra đột ngột như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. 4. Móng tay bị lõm. Móng tay là phần kéo dài của các cơ. Nếu móng tay có biểu hiện bất thường thì đó có thể là dấu hiệu của một bộ phận nào đó trên cơ thể không khỏe mạnh. Phần bên ngoài của móng tay là phần cứng. Trong trường hợp bình thường sẽ không bị hư hại hay bị lõm do va đập thông thường. Nếu xảy ra hiện tượng này có thể là do máu lưu thông kém. Nếu máu người đặc sẽ khiến máu lưu thông chậm, trường hợp này dễ gây tắc nghẽn mạch máu. Nếu mạch máu bị tắc nghẽn thì móng tay không thể được máu nuôi dưỡng, theo thời gian, trở nên giòn và dễ gãy, dễ xuất hiện tình trạng lõm sau khi chịu tác động của ngoại lực. Nếu có những biểu hiện trên bạn nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, và có những biện pháp phòng tránh các bệnh nguy hiểm đến sức khỏe, và có những biện pháp can thiệp tránh để lại hậu quả nghiêm trọng về sau này. Để cải thiện sức khỏe phòng tránh mạch máu bị tắc nghẽn, quý vị hãy làm 3 việc này thường xuyên để bảo vệ mạch máu. 1. Hạn chế những thực phẩm gây hại cho mạch máu. Những người có mạch máu không khỏe nên tránh ăn những thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo, nhiều đường như thịt mỡ, bánh ngọt, nội tạng động vật, đồ uống có đường. Những thực phẩm này thường làm tăng tốc độ hình thành các mảng máu, khiến mạch máu ngày càng bị tắc nghẽn. 2. Uống nhiều nước. Nước là một thành phần không thể thiếu trong cơ thể. Nước có thể giúp cơ thể tỉnh táo, cũng là một cách hữu dụng, rẻ tiền và hiệu quả nhất để thanh lọc mạch máu. Uống nước có thể làm giảm độ đặc của máu, giảm bớt tiểu cầu, vai trò quan trọng làm đông máu, bám trên thành mạch máu, tránh gây ra tắc động mạch. Nhờ vậy mà có được mạch máu trẻ và sạch. Uống nước có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng đào thải độc tố trong máu qua nước tiểu, máu trở nên tươi mới thì mạch máu cũng khỏe mạnh. 3. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên có thể đóng vai trò tốt trong việc bảo vệ sức khỏe, vì nó có thể thúc đẩy tuần hoàn máu trong quá trình tập luyện, tăng độ dẻo dai của mạch máu, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu và tránh nguy cơ vỡ mạch máu. Tuy nhiên, việc tập thể dục không thể chỉ trong một ngày hai ngày, mỗi tuần ít nhất phải tập thể dục 5 ngày, hiệu quả nằm ở sự kiên trì lâu dài. Tuy nhiên cần phải tập luyện phù hợp với thể trạng của cơ thể, tập quá sức sẽ làm tổn hại đến sức khỏe mạch máu.
có thể chọn một số bài tập như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe.